Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Nếu như các bạn đã click vào video này thì chắc chắn là các bạn vẫn đang quan tâm về những cái mẹo dành cho người mới sử dụng MacBook. Và không để làm mất thời gian của các bạn nữa, bắt đầu ngay sau intro nhá. Mẹo đầu tiên, đây sẽ là một cái mẹo rất hữu ích dành cho anh em nào hay phải sử dụng đa nhiệm ở trên máy. Khi mà anh em dùng rất là nhiều các cái tab ứng dụng ở bên trên cái màn hình này và nó sẽ lộn xộn như đây, như thế này, rất là lộn xộn, thì anh em thường sẽ phải sắp xếp, đó là kéo thủ công như thế này thôi, sắp xếp thủ công như thế này, kéo gọn nó vào như thế này, hoặc là đơn giản nhất thì nó cũng chỉ có là chia nửa màn hình ra thế này thôi. Như vậy thì cái cách làm như thế này nó vừa mất thời gian mà nó không phải đúng ý như anh em muốn được. Vì vậy chúng ta sẽ vào phần Safari tìm giúp mình, đó là Rectangle Mac. Khi mọi người bấm tìm kiếm xong sẽ hiện ra một cái kết quả đầu tiên ở đây. Bấm vào Rectangle Mac, sau đó kéo xuống một chút, chọn vào Download. Khi bấm Download xong thì chúng ta chỉ việc chờ một lúc để cho nó tải thôi. Và đây, đã tải xong. Bấm vào File Cài, kéo cái icon ứng dụng này vào phần Application. Bản này mình tải sẵn rồi, nên là nó sẽ có sẵn trên máy luôn. Sau khi tải xong thì mọi người sẽ vào phần Finder nhé. Finder được tải. Tắt cái này đi nhá, tắt nó đi nhá. Finder này, vào phần ứng dụng, sau đó bấm vào Rectangle. Khi mọi người mới bấm thì nó sẽ hiện lên là ứng dụng được tải từ Internet về, muốn mở ra hay không thì hãy bấm là có. Sau khi bấm xong nó sẽ hiện ra một cái icon ở bên trên này, icon của ứng dụng đó, nó sẽ ở đây. Và bây giờ anh em có thể sắp xếp bất kỳ các cái ứng dụng nào theo ý thích của mình. Chọn vào ứng dụng đó, bấm lên bên trên này và chọn cái vị trí mà mình mong muốn. Ví dụ Excel mình sẽ để ở góc dưới bên phải. Đó. PowerPoint mình sẽ để ở góc trên bên trái này. Đó, đẩy vào phát là nó sẽ vào luôn. Nó sẽ giống như, nó na ná giống như kiểu là Win11 đó. Nó sẽ rất giống như thế. Nhưng mà ở trên macOS hiện tại thì chưa có cái phần nào để có thể chia cái ô ứng dụng như thế này, nên mình nghĩ đây sẽ là một cái ứng dụng rất hữu ích cho anh em đấy nhá. Bây giờ mình sẽ phải sử dụng MacBook Pro để hướng dẫn cho anh em là dùng MacBook Pro nhá. Bởi vì cái mẹo này cần phải có MacBook Pro và Touch Bar. Cái Touch Bar ở trên MacBook Pro này anh em đã rất là thích rồi, trông nó rất là công nghệ, rất là hiện đại. Nhưng mà có một cái vấn đề, đó là khi mà chúng ta dùng cái thanh Touch Bar ấy, thì anh em nào mà dùng Excel nhiều thì sẽ biết, đó là không nhìn thấy các cái phím F đó cả. Hoặc là nếu anh em đã biết thì nếu mà muốn hiện các phím F1, F2, F3, F4 thì chúng ta phải giữ vào phím Function, nó mới hiện lên. Như vậy thì khá là bất tiện trong việc của chúng ta nhập liệu, đúng không? Vậy thì bây giờ làm thế nào để có thể biến cái phím Function nó có sẵn luôn ở trên Touch Bar? Mọi người hãy vào ngay phần cài đặt nhé, sau đó chọn vào phần bàn phím. Ở ngay mục đầu tiên luôn, phần bàn phím nó sẽ có phần Touch Bar hiển thị. Thì chúng ta sẽ chọn, thay vì là điều khiển ứng dụng thì chúng ta sẽ chọn là các phím F1, F2, vân vân. Đó, sau khi chọn ở đây thì cái phím Touch Bar này nó sẽ chỉ toàn các cái phím F1, F2, F3 thôi. Và ngoài ra chúng ta cũng có thể custom, đó là khi mà chúng ta giữ phím Function á, nó sẽ hiện lên cái gì. Ví dụ như ở đây mình đang để mặc định, đó là hiện lên biểu tượng và ký hiệu. Đó, ok. Hoặc là khi mà chúng ta nhấn và giữ để thay đổi á, thì nó sẽ trở thành điều khiển ứng dụng nữa. Đây, giữ và nó sẽ thành điều khiển như vậy đấy. Tức là nó sẽ đổi ngược lại vị trí của cái cách mà chúng ta sử dụng Touch Bar. Như vậy chúng ta sẽ tiện hơn trong cái việc mà dùng các phím F khi mà chúng ta dùng Excel hay là một số các công cụ nào đó. Ok, đối với cái mẹo thứ ba, bình thường khi mà chúng ta bắt đầu vào một ngày làm việc mới, chúng ta sẽ rất là hào hứng bắt đầu vào các cái ứng dụng mà chúng ta làm việc. Sau đó chúng ta làm việc được tầm vài phút rồi chúng ta lại cần phải vào Safari hay là vào Google để bắt đầu tìm các cái tư liệu, các cái hình ảnh để chúng ta làm việc. Nhưng mà rồi khi mà chúng ta vào Safari thì chúng ta sẽ vào gì ạ? Vào Facebook. Và chúng ta vào Facebook hay là TikTok ở trong đó và ở luôn trong đó, chả làm việc nữa. Nó rất là mất tập trung. Như vậy thì khi mà chúng ta đã vào như thế này rồi, mất tập trung như thế này, thì bây giờ làm thế nào để có thể tập trung hơn cho công việc? Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái ứng dụng rất là hay nhá. Chúng ta vẫn vào Safari. Tìm cho mình đó là Self Control. Viết liền nhá, Self Control viết liền nhá. Enter. Sau đó sẽ hiện lên một cái ứng dụng nó trông hơi nguy hiểm như thế này, nhưng mà không sao, cứ bấm vào Download Self Control cho mình nhé. Đây. Và lại chờ nó download thôi.
Ok, ứng dụng đã download xong thì bây giờ click nó vào và mở nó lên. Tải xong rồi chúng ta move cái application folder đi nhé. Rồi, bây giờ nó sẽ hiện lên một cái phần như thế này. Nó có start block này, thời gian này. Và bây giờ nếu chúng ta muốn block cái Facebook trong một cái thời gian ngắn, bấm vào cái phần edit block list, chúng ta hãy add luôn cái link để vào cái Facebook ấy. Đây, ví dụ như ở đây là www.facebook.com. Sau khi chúng ta đã add xong rồi thì sẽ set một cái thời gian nhất định để cho chúng ta có thể là không mở được cái ứng dụng nó lên. À, mình xin lỗi, không mở được cái link nó lên. Ví dụ mình có thể đặt ở đây là tầm 10 phút chẳng hạn. Ok, sau đó bấm start block. Và máy sẽ yêu cầu chúng ta phải nhập mật khẩu để có thể thực hiện cái thao tác này. Enter. Và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm. Từ bây giờ các bạn sẽ không thể nào có thể là tắt được cái phần khóa cái link này đâu nhá. Và chúng ta sẽ tập trung với công việc, không bị sao nhá. Bây giờ mình sẽ vào thử lại cái Facebook để xem có vào được không nhá. Đây. Nếu các bạn thấy là reload nó sẽ không được, và kể cả mình có tìm lại đi chăng nữa thì cũng không thể vào được cái Facebook. Đó, load rất lâu và chắc chắn là nó sẽ không vào được. Nếu như các bạn đang nghi ngờ là do mạng đúng không, thì đây mình sẽ load thử thêm cái YouTube nhé. Đấy, YouTube load rất là nhanh luôn. Như vậy chứng tỏ là cái self control này nó rất là hữu dụng khi mà chúng ta muốn tập trung làm việc và muốn khóa lại các cái link mà chúng ta không muốn vào, đặc biệt là cả những cái link mà thôi không nói nhá. Nãy giờ khi mà mình quay video này, có thể là các bạn sẽ hơi bị mất tập trung một chút ở các cái widget như thế này. Nó hiện lên rất là nhiều các cái thông tin hữu ích về ổ cứng máy này, RAM đang chạy này, cái CPU này, hay là quạt. Thực ra trên con MacBook Air này không có quạt nên là nó không có thông số quạt ở đây. Hoặc là các thông tin về nhiệt độ. Nó rất là hữu ích khi mà chúng ta muốn theo dõi lại các cái hoạt động ở trên máy. Và làm thế nào để có được các cái widget như thế này thì rất đơn giản thôi, hãy vào App Store. Đây là một ứng dụng có sẵn trên App Store luôn nhá. Mọi người hãy tìm cho mình đó là Widget này. Đó, và chọn vào cái phần xưng hiệu này. Mọi người hãy bấm tải vào đây. Mình đã tải sẵn rồi và bấm mở thôi. Khi bấm mở nó sẽ ra ngay cái giao diện như thế này. Và chúng ta sẽ chọn cái đầu tiên. Đây là cái miễn phí và chúng ta sẽ không phải trả tiền, là free luôn. Chọn cái đầu tiên. Và nó sẽ hiện lên rất nhiều các cái widget ở đây. Mọi người thấy này, có cả cái to-do list này, có cả phần trăm pin này, lịch này, ngày tháng, rất nhiều thứ ở đây. Và mình sẽ, nếu như mọi người thích cả luôn cả cái hình nền ở đằng sau ấy, có thể chọn nó luôn và apply luôn. Còn nếu mà mọi người muốn giữ nguyên cái hình nền thì hãy bấm vào Keep My Desktop Wallpaper, nó sẽ như thế này, và apply thôi, bấm vào Save. Ok, và sau khi chọn xong, đây sẽ là kết quả của chúng ta. Một cái widget, rất là nhiều các widget ở đây. Và khi mà chúng ta cần cái gì chúng ta giữ lại, còn nếu không cần thì thôi. Ví dụ như mình thì sẽ không cần cái thứ ngày tháng này. Bấm chọn vào nó và bấm dấu X ở đây. Pin mình không cần, tắt ở đây. Lịch này không cần là tắt đi. Và chúng ta cũng có thể kéo nó ra đây để tùy chỉnh vào cái vị trí chúng ta mong muốn nhá. Được rồi, trên đây là một vài mẹo hữu ích mà mình nghĩ là khi các bạn đã có những cái mẹo này thì dùng MacBook sẽ rất là sướng, và đặc biệt là anh em văn phòng sẽ có thể làm việc cách hiệu quả hơn trên MacBook nhá. Nếu như có mẹo nào mà mình còn thiếu, hoặc là các bạn muốn bổ sung thêm mẹo gì thì hãy để ngay ý kiến bên dưới phần comment nhá. Còn nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.